Hơn 7.000 tấm domino đã được sắp đặt rải rác khắp thành phố Norwich ở miền đông nước Anh để chào mừng lễ hội nghệ thuật có tuổi đời 250 năm. Màn sô đổ domino này đã đem đến nhiều thích thú cho cả người dân nơi đây và khách du lịch. Nhân kỷ niệm lễ hội nghệ thuật Norwich và Norfolk lần thứ 250, hơn 200 tình nguyện viên đã sắp xếp hơn 7.000 tấm domino làm bằng xi măng trắng khắp nơi trong thành phố. Người dân địa phương đã tài trợ cho sự kiện này và mở rộng cửa để các tấm domino được len lỏi vào khắp các cửa ngõ. Mọi người rất thích thú về việc cả thành phố trở thành một sân chơi lớn. Ai cũng thích hiệu ứng domino, đặc biệt là khi những tấm domino khổng lồ nối nhau đổ rạp khắp thành phố. Từ góc phố cổ kính đến cả những địa điểm hiện đại, nó dễ dàng thu hút được nhiều người đến và tham gia. Nó rất tuyệt, hoạt động này thực sự gây ấn tượng đối với tôi. Tôi thích nhất là việc bạn có thể nghe thấy tiếng domino đổ từ xa và đám đông hò hét theo sau. Thật sự là rất náo nhiệt. Theo các nhà tổ chức, họ hy vọng màn xô đổ domino khổng lồ lần này sẽ giúp nâng cao sự đoàn kết trong cộng đồng.